Vậy thì về chuẩn bị 2 ngày nữa lên đây, mang tài liệu về trung đoàn. Đây, chốt bờ mương đây. Đấy, nó chạy tuột vào tít dòng. Đấy. Thế thì xe bộ thì nó ngang ở cái mấy cái thốt lốt này, qua bên này bên tay trái mương. Là xe bộ nằm ở bên bên đó. Còn lính thì nằm giải giải tiếp. Là tiếp trên bờ mương này. Và em đã câu cá ở ở cái mương này. Và cái dàn cao chú xa là nó đi qua khỏi cái mấy cây thốt lốt cho bạn. Hai cái cây thốt lốt đứng thẳng dựng. Dạ vâng đấy, đi qua đấy một tí. Đi qua một tí thì nó trận địa đắp là đắp ở vế bên tay phải. Đắp cái dàn pháo là ở bên tay phải này. Đấy rồi. Bên này là trên cái bây giờ nó là gồ gồ này, cái nền cao này. Vâng. Là dây bộ. Không, dây bộ ở ngang với cái cây thốt nốt kia sang bên bên tay tay trái. Cái thốt nốt ngay đây, cái nốt tít đằng xa, kia. Xa, xa. Hai cái cây kia. Vâng. Tức là ngang với trận địa của em luôn. Vâng, đi lên trên, đi em đi lên một tí nữa thì lên được. Tức là bây giờ mình đi thẳng vào đến hai cây thốt nốt này. Vâng. Thì bên tay trái là dây bộ. Vâng. Và đi thêm một chút nữa là một chút trận địa của em. Vâng. Và địch thì nó hướng nào? Hướng bên tay phải của chị. Hướng bên tay phải. Vâng, thẳng với con hướng đường phía này. Tây đấy. Vâng. Thẳng hàng với cái con đường này. Là cái còn sau này em được chuyển lên trên cái chốt trên, đi cứ theo con bờ mương đấy, từ vị trí đấy đi lên thêm 200 thước nữa thì là cái nó cái gò ở trên, thì là em nằm ở trên đấy. Chạy lại ô tô lại quay chụp ảnh cái nhóm này được. Hiện nay mưa rất là to và chúng tôi đang đứng ở trận địa Ca Chiêu Sa của Liên Hiếu. Và các bạn có thể nhìn thấy là trước mặt chúng ta ở bên phải của bờ mương ấy có hai cái cây thốt nốt đứng, thì đấy hai cái thốt nốt đấy làm chuẩn phía bên phải là hướng địch, bên trái là dây bộ, và tiến lên một chút nữa là trận địa của Lê Hiếu. Và mưa thì rất là to, xe của chúng tôi không xuống được và chỉ mấy anh em xuống đây để một là cho Lê Hiếu nhìn lại cái trận địa của mình, và tôi thì cũng rất là muốn okay. Tôi thì cũng rất là muốn được tận mắt nhìn thấy, cũng như đưa được cái hình ảnh của cũng như là đưa hình ảnh của trận địa cũ, trận địa của Lê Hiếu để về với khán giả. Tôi cũng có rất là nhiều các bạn, có rất là nhiều khán giả muốn biết về cái trận địa của mưa. Vì thế mà mặc dù đang sấm sét và mưa của bắt đầu có vẻ như là chuyển mùa rồi, và hôm nay là sáng rồi, mưa rất là lớn, và bây giờ chúng tôi đang đứng tại trận địa bờ mương, còn gọi là trận địa Cao Kim Sa. Vâng, bờ mương ngang của Hiếu, anh ấy gọi bờ mương ngang bởi vì nó vuông góc và nó cắt với con đường 29 ngày xưa. Đây là đường 29. Trên bản đồ du lịch là đường 29, ngày xưa là đường 13. Đó, ngày xưa thì nó là đường 13, còn bây giờ thì nó là đường 29, còn thực hư thì tôi cũng rõ lắm. Nhưng mà tôi bắt đầu cảm nhận được cái mùa mưa của Campuchia qua tiếng ếch nhái và cái trận mưa đầu mùa này. Thực sự là chúng tôi cũng rất là có duyên khi mà đi vừa hết mùa nắng và chuyển sang mùa mưa. Tôi cũng đã có thể được nhìn thấy cánh đồng nước nếu như trận mưa này kéo dài cho đến ngày mai. Và bây giờ thì nhờ các bạn quay giúp cho phía hai cái ô tô đang đứng ở trên... Hai cái ô tô đang đứng ở trên. Được rồi. Ở tại cái chút bờ mương này chậm 26/9 này, chúng ta phải dùng thăng thiết giáp đánh lên cái con đường này. Nhưng trận này là trận mà anh Nguyệt lính xe tăng lái chiếc xe 380 vào Dinh Độc Lập năm 1975. Có một người bạn đã chiến đấu ở trên cái tuyến đường này, và người bạn của anh cũng lính xe tăng của bên bạn của anh Nguyệt đã hy sinh tại trên con đường này. Em nói như vậy để thấy rằng cái độ ác liệt của lính đánh Mỹ mà vào đây cũng còn hy sinh rất là nhiều, và hy sinh rất là nhiều. Cho nên là nhất là bọn em ở bây giờ là toàn lính mới,
nên là kinh nghiệm chưa nhiều, chết nhiều nữa. Chứ ở cái bờ mương ngang này là có bạn Vinh Lùn bị thương. Bạn Vinh Lùn nằm ở vị trí ở ngang với tầm bờ rào kìa chỗ chị kìa, sau cây thốt nốt. Ngay đây hả? Ngay đây sẽ ra dễ sang cái đường này, qua bên bờ mương bên này. Vâng, sang bên bờ này. Bạn Vinh đã là bị thương ở đây. Bờ mương đúng không anh? Đây là chốt bờ mương nơi bạn có Vinh là bị thương ở bạn Vinh bạn bị thương ở chỗ này đây. Rồi chị cảm ơn em. Vâng. Cái hầm ấy ở đâu anh? Đấy, đi qua. Bây giờ này nha, chị cứ hỏi em sẽ nói để chị lấy hình ảnh tối về mình làm chứng xong. Xin chào Dương, giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là khán giả của Nhân dân Việt Nam. Và chỉ khi đến cái đây, đến sang đến này thì tôi mới bắt đầu quen với bạn Dương. Mình muốn hỏi Dương là em đến với cái hành trình này với một cái lý do, cái lý do của em khi em tham gia cái hành trình này là như thế nào và cái mục đích của em là để làm gì? Em là khán giả của Huy Việt Nam rất chi là tình cờ. Rất khi là tình cờ vì một sự đam mê về lịch sử địa lý của Việt Nam, lịch sử chiến tranh của Việt Nam, nên em rất thích nghe chuyện chiến tranh, lịch sử chiến tranh. Rất tình cờ là em lên Vinh Việt Nam để em sẽ nghe được một cái phóng sự, một cái hồi ký của anh Lê Hiếu, một cựu chiến binh của bên chiến trường Ca. Nghe từ cái trước khi đó là em đã nghe cái hồi ký của anh Trần Ngọc Phú, sau đó em nghe cái hồi ký của anh Hiếu và biết được cái hành trình. Sau cái 88 cái hồi ký của anh 88 tập thì em cũng mở đến cái chương trình đi thăm biến hình xưa, thì em có đăng ký như một người khán giả, một cái liềm mà rất hãnh diện là được đoàn Viên Việt Nam đã đồng ý cho đi sang thăm biến hình xưa và thực tế để biết được những cái nơi các anh đã từng chiến đấu. Một sự đam mê, một người mà những cái người Anh đã cống hiến ở cai trẻ cho cuộc quê hương đất nước và cho nghĩa vụ quốc tế cao cả. Khi sang đây thăm chiến trường xưa cùng với các cựu chiến binh của bên C2, tiểu đoàn 7, đi kiếm nơi các anh đã từng chiến đấu, những khó khăn và những cái khốc nghiệt của chiến tranh thời xưa, em cảm nhận được một cái niềm tự hào về những người đàn anh của mình. Đấy, một quân đội mà của nhân dân sinh ra đã cống hiến cho quê hương và cống hiến cho sự nghiệp quốc tế cao cả đó để phục hồi và phục sinh được cái đất nước Campuchia dưới thời đại đại của chính phủ Pol Pot. Cảm ơn em. Sạch sẽ rồi, ngày xưa đang đây là cứ của trung đoàn bộ. Chúng tôi đang trên đường vào khu vực cứ của trung đoàn bộ, trung đoàn 209, tư 7. Máy đây này. Mọi người bận. Chú ơi.
Anh Hồng đâu? Anh Hồng trên cầu thang. Anh Hồng trên cầu thang được rồi. Anh Hồng trên cầu thang. Rồi, nhiều ảnh rồi. Bạn anh, xong chưa chưa? Rồi, đây cho tôi mới vòng cái ông kia. Ở trên này. Mở ngay hai bên đường lên là cây cũng theo chính những cái nhà này chính là cái nhà trung ban bộ, trung ban bộ đóng ở đây, ở trong đây nhà này. Không có là cứ như chúng ta trưởng đúng không? Trong đây là ngôi nhà. Đẩy máy tôi nhá, đẩy máy tôi nhá. Ông đẩy máy tôi nhá. Được, tôi sẽ đẩy máy. Anh em tôi chỉ thuộc anh em người đấy. Ba nhóm có nhiều ở đây là. Kỷ niệm sâu sắc nhất của máy anh Hồng. Vớt vào đi. Thế thì thôi, em xuống hai người. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Xuống đây, xuống đây. Em kiếm đâu, dùng cửa sổ này này, em kiếm cửa nhà. Biết rồi. Nhà này là tôi ở lâu nhất. Đi vào quay đi. Ôi chắc rồi. Mấy chục năm mình nhớ chứ bộ mấy năm mình nhớ có khác nhiều không anh? Khác nhiều à. Những cái chỗ mà gặp những cái chỗ anh mà gặp toàn vẫn xem ra mà ông không có thì mấy cái đứa là cho anh nhớ. Mình vẫn nhớ cho hai người tâm trung rồi đó. Thì đâu là bắt đầu đúng rồi nữa rồi. Thì mấy rồi mình ông không rồi. Thì kể lại mà vừa chú Trung cho ăn gì thì kể hết đấy. Mà cả mấy đứa tay nhớ cả. Con đường này là đường lên tiểu đoàn 9 này. Đây là đi tiểu đoàn 9 này. Tiểu đoàn 9 đi đường này này. Lên ông Thắng này, ông Thắng đâu rồi? Đây, cái đường này là xuống 5 cây, tiểu đoàn 9 vào hồ không? 5 cây là tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn 9 xuống đây 5 cây nữa. 5 cây. Chuyên qua rồi rồi. Đoàn 8 mà gặp đại đoàn 11 đầu tiên. Nó có cái hồ sen. Có cái hồ. Ngay đấy, tiểu đoàn 8 đấy. Tiểu đoàn 9. Vì lúc bây giờ tôi làm văn kiện thì những cái này thuộc là toàn bộ. Thôi thế thì rồi. Thôi thế là được rồi, thế là ngắn gọn. Cái trận ngã tư đường tàu mà em nói nó nằm ở đây chỗ này này. Là bọn em cái nhà công nghiệp ấy nhá, nó chính là cái ruộng. Đi qua đằng sau nó là một cái phun, cái phun đó là cái phun mà C2 đánh ở đấy. Và thay chốt C11 hôm Tết là nằm đó. Còn đánh cái trận mà cái cống 12 thượng sĩ là đi lên trên đấy khoảng một cây nữa. Đấy. Mà lúc mà nó quay cái đại đội 2 bọn em ở chỗ này á, là nó đứng ở trên đường tàu, nó táng B40, B
bên mốt vào trung tâm địa của Nam mà. Thế lúc đấy, là cái chốt tiền tiêu của mình ở đâu? Đây tít ở đoạn trên này. Thế là vượt qua cái vượt qua khu này qua xa, lắm từ đây. Là cái chốt tiền tiêu. Vâng. Thế xong rồi cái nhóm trinh sát C21 là người ta lại vượt qua chốt. Vượt qua bọn em, họ đi theo con đường bên bên kia kìa chị kìa. Có con đường đi thẳng đấy, dãy nhà kìa đấy, đi thẳng đấy nó có một con đường. Đấy. Có một cái chỗ mà cái cây đa à, cái gì nhỉ, cái kiểu như cái trạm quan sát hay cái gì mà cái cây cái đài quan sát, cái đài quan sát nằm ở sau cái khu nhà công nghiệp ấy à, sau cái khu nằm cái khu đấy. Nếu mà đi thì bây giờ mình không đi được, đúng không đi được, còn từ đây vào đấy tối mất rồi, mình xe con không phải là không phải tối mà là chị thấy mà là chị thấy giống như là cái đường này nó đi vào khu công nghiệp thì mình làm sao được. Không, nó có đường bên này cơ mà. À, bên kia mới là đường, đúng không? Bên này cũng ngã 6 là đấy là một đường này. Bên này chị thấy là một đường này. Đường này là một đường này. Và đường tàu nó sắc chéo này. Vì đây là cái chỗ mà chỗ máu lửa nhất đấy. Máu lửa nhất. Máu lửa nhất trong cái thời giai đoạn ở đây. Đánh miết đi. Lúc bấy giờ mình chốt chặn. Chốt chặn. Lúc bấy giờ là ta mới cái tiểu đoàn 9 ra giải phóng khu vực này. Sau đó thì đại đội 2 bọn em vào thay. Tiểu đoàn 7 bọn em vào thay. Thay sau khi thay ở đây xong thì vào địch nó mới quay lại, nó quay lại lúc quay. Quay lại nó đánh đại đội 2 nắng. Đại đội 2 đánh nhau hơn một ngày, mẹ vừa hy sinh vừa bị thương 24 người. Anh Lịch bị thương đây à? Không, anh Lịch ở biên giới. À, anh Lịch không biết gì ở đây. À đúng rồi. Chỉ có anh Hồng thôi. Hiếu mới vào là anh Lịch đã bị rồi. Này cái đây là mình chặn lại chặn không cho nó tiến tiếp về phía quê mình đúng không? Không cho không nó về cho Đông Đông. Nó sau khi nó bị bục chốt ở biên giới trong chiến dịch thì nó dồn về đây, nó đóng ba sư đoàn của nó về đây đóng. Nó đóng ở đây sau đó thì có ta tấn công ở đây thì nó quay lại nó quay ta. Nó quay ở đây. Nó quay ta ở đánh ở đây thì nó cũng ở đây tương đối ác liệt. Ngay đây chúng ta có cái trận địa pháo 105 ly mà cuối cùng là ta phải rút. Nó gần quá, có năm khẩu, em nhớ là có năm khẩu. Em những ngày đầu vào về đây là chưa có địch mấy, nên là mình cũng còn rất là chủ quan, đi bắn bò, bắn gà, bắn vịt, đi bắt gà, bắn vịt về. Em lội ra những chỗ này ra đây, ra đi em với ông Hồng Văn Thư đã đi qua cái đoạn này để mà đi ra kia đi tìm gà, tìm rau, tìm dưa về để ăn. Thế thì là lúc đấy nó cũng còn đang chưa căng thẳng. Rồi sau này nó đi đến Phang Thiết ngay. Ngày xưa cái thời gian đó là đại đội 3 nằm bên này đường. Đại đội 3 nằm bên này đường, đại đội 2 nằm đây, đại đội 1 nằm ở bên kia. Thế thì cái đại đội 2 nằm giữa nó nện ngay được thằng đại đội 2, đại đội 3 đỡ hơn. Đại đội 3 đỡ hơn. Vì chúng nó sợ là cái trận địa pháo trong phải năm gì mình đây này. Ở đây là chúng tôi đang có mặt tại trong cái hồi ký thì là Lê Hiếu ghi là ngã tư đường tàu. Gọi là ngã tư đường tàu, thực ra nó chỉ có một cái đường tàu các bạn ạ. Nó chạy cắt ngang qua đường quốc lộ, cắt ngang qua đường ô tô ấy. Cho nên gọi là ngã tư đường tàu. Và nói là ngã tư đường tàu nhưng thực ra trận đánh và cái bố trí của một trận địa thì nó lại rất là rộng. Nó còn cái chốt tiền tiêu của Lê Hiếu thì nó ở phía sau của cái nhà, tòa nhà có chữ A kia. Nó ở phía sau của cái tòa nhà có chữ A kia. Bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy là trời đã chạng vạng. Và đấy là cái chốt tiền tiêu. Sau đấy sau nữa chứ, sau rất là xa đúng không? Vâng, còn cái đài quan sát mà không hiểu là mình nhớ có nhầm không nữa, là cái chuồng bò ấy. Vâng. Đúng không nhỉ? Đâu nếu như mà thế ở trên này là trong đó là cái khu. Hôm qua một cái khu cũng rất là đẹp. Đặt nhà sàn rất đẹp và sau khi đại đội 2 chiến đấu ở đó thì là cái phun nó bị phá hủy rất là nhiều, công sự cũng đã đẩy ra. Thì từ đấy chúng ta từ trong cái điểm cuối cùng của phun ta quan sát ra bên ngoài thì địch nó trèo lên các cái cây thốt nốt như thế này, nó trèo lên cây và nó quan sát vào đài và vào trận địa của ta để nó gọi pháo bắn vào, pháo cối bắn vào. Và ở đấy có anh Lâm là người đã nổ súng và bắn hạ những cái thằng trinh sát pháo của địch. Còn đi đâu nữa đây? Bây giờ chỉ còn đi về thôi. Đi về còn em nói tiếp đi. Ở đây á, em có cái kỷ niệm rất lớn với cái con đường này. Cái lúc mà đi từ ở trong Kim Ri đi ra đấy, mà mang tài liệu đi ra là em đi cắt qua con đường này. Em đi một mình, đi một mình đấy, đúng không? Đây rộng đấy. Mà rất cứ theo đường, cứ theo đường tàu đi. Và như em đã tả trong cái bài viết là đi phải rất là khôn, rất là khéo để tránh địch, chứ còn tránh để dân và địch nó phát hiện được. Khi đấy em đã 20 tuổi chưa? Năm nay là đúng 20 tuổi. Đi một mình 100 cây số từ trong Kim Ri ra.
100 cây số đường rừng và đường như thế này, có lúc ra đường rừng, có lúc ra đường ra đến đây là ra còn đường đất như thế này. Ngày xưa đường đất đang đứng như thế này, nhưng mà đường đất đây cũng được đẹp này, đường bẩn lắm. Chị ơi, em giới thiệu chị kia là cái nhà tiểu đoàn bộ kìa, nhà tiểu đoàn bộ cũ đấy, đấy cái nhà mà bẩn mấy gốc cây rùm rùm ấy, đấy đấy đấy, không có mái gì cả đấy, đấy chính là nhà tiểu đoàn bộ cũ. Đấy đấy cũng có cái nhà xây này rồi à, hoành tráng lắm nhỉ. Có đi qua đấy đi. Không, em đứng gọi anh Hồng lại đây chứ. Anh Hồng ơi. Không phải đi đến nơi đứng đây mới nói thì rồi mới đi đến nơi được chứ. Chứ đến nơi lại không thấy gì. Trong này là cái chùa. Từ đây là tiểu đoàn này là chùa. Đây là đường đi lên cái chùa. Chùa đấy tên là chùa gì em? Dạ. Mình gọi là chùa gì đấy? Ở khu vực này bọn em chỉ biết là Nuvia thôi, chứ còn bọn em không cái hiểu. Hồi mình ở đây mình đặt tên nó là chùa gì? Bọn em đây gọi là tiểu đoàn bộ. Bọn em gọi là tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 7. Thì là bọn em đây thứ năm nằm từ cây me này, một dãy dài hai bên nhà lá. Còn tôi đây có một số các nhà bằng nhà sàn gỗ. Ngón mình tiểu đoàn phó mà lúc em chuẩn bị về Việt Nam ấy là ông giữ lại. Ông giữ lại, ông Minh Bọ. Hiếu Cầm này vừa đi vừa nói gì thì nói. Ở đây được bao nhiêu năm? Dạ. Em gọi cho chị Hồng ra đây. Ở đây á, là gần 2 năm. Ở cái căn cứ này á, là tiểu đoàn 7 thì ở đây gần 2 năm rồi. Tiểu đoàn 7 ở đây gần 2 năm. Toàn bộ tiểu đoàn 7 nằm hết ở đây. Nhưng mà gọi là nằm ở đây là căn cứ thôi, còn cơ bản là chúng ta vẫn tác chiến, đã đi vào trong âm len kim vi đánh nhau ở trong đó. Khi chúng ta vào đó đánh nhau xong rồi lại về đây nghỉ ngơi, xây dựng đơn vị, rồi làm các cái công tác chuẩn bị bảo vệ xung quanh. Bây giờ chúng ta bảo vệ xung quanh rất là liên tục, quay về xung quanh để bảo vệ xung quanh. Từ đây vào xung quanh là bao nhiêu cây? Từ đây về xung quanh là hơn 40 cây, liên tục đi về để bảo vệ thủ đô. Cái đợt mà mấy đồng chí mà ở lại Lung Tanh mà trước hôm sau phải đi đón, là từ đây đi lên đón đấy hả? Ừ. Chính là đây đấy hả? Quay về đón đấy hả? Đây mới là căn cứ tiểu đoàn thôi. Đây mới là căn cứ tiểu đoàn. Xác định có đúng vị trí không? 100% cho mình chỗ anh đứng đấy, đúng cái nhà tiểu đoàn. Đúng nhà tiểu đoàn. Đá đây, đá kia. Cái nhà đấy còn không hay là tôi đây nhà tiểu đoàn kia. Nhà tiểu đoàn đi kìa. Cái nhà đi kìa. Đâu nhà nào? Đó, đó nhà bẩn như đấy. À nhà tiểu bẩn như xám hả? Nhà tiểu đoàn bộ. Vẫn còn luôn hả? Hội trường tiểu đoàn bộ. Nhà tiểu đoàn năm đó. Chiến tích còn mà. Thì quay để lâu rồi. Ông Xuyến ông ấy bảo ấy cái sân bóng này ngày xưa đầu tiên là tao ấy, sân bóng ngày xưa là làm dọc. Bây giờ tao thấy quay ngang. Bây giờ quay ngang, ngày xưa là từ cái cây me to này. Từ cái cây me này là của đại đội 5 rồi. Đi đến cái kia khoảng hơn cây nữa là tới đại đội 2. Hai cây. Đấy, của mình mất hai cây. Anh có đi cấy dần. Bây giờ vẫn còn nhiều gì cái cây me gặp bằng con hay bằng gem mà thì nhớ biết bằng con bằng gem chứ. Bằng gem nó bổ cũng chỉnh. Không chỉnh như
tiểu đoàn phó có nhận ra được vị trí của tiểu đoàn 7 không? Không, cái này là lúc này là tớ chưa về. Xong cái trận này tớ mới về. Sau trận này, nhưng mà sau khi ở đây là đi, rồi, anh... đi chỗ khác lên trên kia tớ mới về mà. Tớ mới về mà. Lên Garumia anh nhớ. Garumia. Đi vào mà tà xanh tà sung là nhận rõ lắm. Hoặc là đi về đầm Bè Ca Chê thì nhận rõ vị trí của tiểu đoàn ở đâu là biết. Thực ra thì em thấy hạnh phúc nhất là khi thấy các bác về đây như trẻ con. Ngay lúc mà khi mà về đến Mũi Đông mà về mấy đấy vui vui đấy, dân dạng chứ có chứ, anh yên tâm đi, tớ ở đấy mà tớ nhận chức tiểu đoàn đầu tiên ở Vui Nhân Linh. Anh giúp cái nhá, anh yên tâm, anh cứ yên tâm mà không như mình lần trước. Mấy cây này là cây này là cây này là cây cổ. Đây bây giờ cho anh cho em hỏi là từ ngày đó về thì anh có đã qua đây tìm lại các cháu chưa? Thưa với lại anh xem thưa với phóng viên Lê Hiếu thì có anh ra nhận. Thưa với anh phóng viên Lê Hiếu là tôi từ hồi tôi đến đây thì tôi đã đến rồi. Và tôi đã ngắm toàn bộ khu vực này, lúc ấy tôi cũng mệnh danh là người bác sĩ chữa bệnh cho nhân dân rồi. Thế và đồng thời cũng ở đây thì tôi cũng chưa để lại cái gì nhiều. Nhưng mà cái là thật sự ở đây là một trong những ký ức đáng nhớ của chúng tôi ở địa điểm này. Xin báo cáo anh hết ạ. Và sau khi quân ta bị tổn thất trong chiến dịch năm 1979 giải phóng thủ đô Phnom Penh, thì tháng 3 năm 1999 tôi được điều về đây làm tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209, sư đoàn 7, quân đoàn 4. Thế thì đến cái khu vực này là anh em đã chờ sẵn ở đây rồi, anh em đã có sẵn ở đây rồi. Và sau khi nắm lại tình hình chiến sự của đồng chí tiểu đoàn phó và đồng chí tiểu đoàn phó Hồng và đồng chí chính viên phó là Lê Khắc Điệp, thì chúng tôi mà làm trao đổi với nhau và nhận nhiệm vụ chiến đấu. Sau khi nhận nhiệm vụ chiến đấu thì chúng tôi có đi trinh sát địa hình một số nơi như là khu vực ngoài nơi, ngoài mà khi này ô tô ta đi qua là đại đội 1, cho đến là ở phía tây đường là đại đội 5. Và từ đây mà đi vào cái chỗ đại đội 2 đóng quân hiện nay đó là cách một cái số, còn đại đội 3 là trong khu vực này. Bây giờ là giờ chúng tôi là có 3 đại đội bộ binh và 1 đại đội trực chiến. Sau khi nắm xong toàn bộ tình hình thì chúng tôi có lên cái đỉnh và đẹp phía hiên để là xem hồi đó là chưa có cái chùa mà nó chỉ có cái người chết người ta bỏ cho vào đó đấy là dân ta bỏ đó. Để đi vào đây chứ. Cho nên là thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì chúng tôi đang đứng tại nếu mà ngày xưa ấy thì gọi là trụ bây giờ thì gọi là trụ sở, còn bên ngày xưa thì gọi là gì nhỉ? Quan sát sở tiểu đoàn 7. Vâng, đây là quan sát sở tiểu đoàn 7 và anh Hồng Nguyễn Khắc Hồng, cựu đại đội trưởng đại đội 2 và là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 sẽ giới thiệu với chúng ta về cái khu vực này.
xin giới thiệu với các chị là năm cuối năm 79 tháng 3 năm 79 thì tôi nhận quyết định lên cán bộ tiểu đoàn ở tại cái mảnh đất này. Và chính cái mảnh đất ta đang đứng đây chính là cái sân của nhà ban chỉ huy tiểu đoàn. Nhìn trách về phía tay trái theo hướng tôi đứng, cái đỉnh chùa cao kia là cái nơi mà tôi bố trí lực lượng trinh sát ở để giữ cái điểm cao của khu vực này, bởi vì hoàn toàn khu vực này lúc bây giờ đang nằm trong việc bất ổn, địch ở bốn xung quanh, có thể nó ở bốn xung quanh đánh vào bất cứ lúc nào. Cho nên tôi điều cái lực lượng trinh sát nên xin phép nhà chùa cho bộ đội chiếm lĩnh cái đỉnh cao ở bên tay trái tôi đây. Còn tại cái điểm đứng này bên tay phải tôi, toàn bộ cái dãy nhà của một phần bộ tiểu đội trinh sát và hậu cần vận tải là ở dọc theo mép đường này. Giờ, ở mặt đường luôn. Ở luôn mặt đường, nhưng mà lui vào trong khoảng 10 mét có một cái dãy nhà ngày xưa của dân, người ta làm nhà sàn gỗ. Thì toàn bộ cái lực lượng chúng tôi bố trí dựa theo cái dãy nhà đó. Và cái con đường bây giờ đây này là chính là dãy nhà của lực lượng vận tải của tiểu đoàn ở và lực lượng hậu cần. Toàn bộ cái dãy nhà dài suốt từ mép đường vào đến gần sát nhà tiểu đoàn là toàn bộ là cái, nó là một cái chuồng bò cũ của dân thời dân bốt. Đấy là tinh thần mà tôi nói với chị là về mặt địa hình của tiền bày ở. Còn bên cái nhà này là người ta mới xây, trước đây nó là một cái ao, và bên kia cái ao này là trung đội thông tin của tiền bày đứng chân. Đấy. Thì đấy là toàn bộ cái địa hình của quan sát sở tiền bày nằm đây để chỉ huy tất cả những cái trận đánh xung quanh khu vực núi Lông Gia. Đấy, thì báo cáo với cái chị là như vậy. Có phải cái nhà đang còn kia là nó chính là một cái nhà cũ của mình đó không? Cái nhà đó hoàn toàn là bây giờ người ta làm sau khi chúng tôi rời khỏi khu vực này, trước đấy không có nhà cửa gì cả. Chỉ có một số nhà sàn của dân dọc theo tuyến đường này thôi. Còn tất cả những cái nhà xây gạch tường nên là không có một cái nào hết. Hoàn toàn bây giờ mình đến là hoàn toàn nhà gạch tường là nhà mới hết. Không có cái nhà nào. Kể cả cái cổng chùa này và cái bức tượng ba mặt này cũng mới xây gần đây chứ không thời chúng tôi có, ở đây là không có. Chỉ có ngôi chùa kia, trên núi kia. Chúng ta nhìn thấy đấy là ngôi chùa này nó có cổ đại ở khu vực này rồi. Đấy. Như vậy là cái ngày đấy các anh ở đây là nhà là mình tận dụng cái nhà của dân. Hoàn toàn tận dụng nhà của dân, kể cả toàn bộ lực lượng vận tải không cần, chúng tôi tận dụng một cái chuồng bò của dân đi Campuchia, rửa sạch đi cho anh em ở. Thì hoàn toàn mình không có đủ sức để làm dây chạy đúng không ạ? Kể cả đại đội 5 ở dọc đường kia cũng là nhà, và thiếu một số nhà thì chúng tôi cho làm tôn, chở Việt Nam sang nhưng mà làm tôn cũ tôn rách thôi, là làm thêm. Thì là sơ bộ giới thiệu với chị là cái xung quanh cái đài, cái căn cứ của tiền bảy đóng quân để mà đánh địch ở khu vực Libya này ấy, là tôi có thể nói với chị và khán giả đây là những cái trận đánh đầy lửa và ác liệt nhất của tiền bảy trong quá trình mà sau khi giải phóng Đông Bên Trong. Thì giai đoạn này là giai đoạn tiền bảy vất vả và gian khổ nhất ở khu vực quanh cái núi Libya mà tí nữa chúng ta ra đấy. Là tiền bảy đứng đây cho đến ngày chúng tôi rời khỏi khu vực này là tiền bộ vẫn đứng ở tại cái vị trí này. Sau rất là nhiều năm quay trở lại một cái nơi mà đơn vị cũ đóng quân ở đây thì em rất là muốn biết cảm xúc của anh. Có lẽ chúng tôi rời khu vực này ấy, là cách đây cũng gần 40 năm rồi. Khi chúng tôi đến cái mảnh đất này thì đúng tròn được, bây giờ tôi đến đây và với chúng tôi đặt chân lần đầu tiên đến mảnh đất này thì đúng được tròn cách đây 40 năm. Nhưng mà khi chúng tôi rời khỏi đây thì có lẽ là phải 37-38 năm rồi. Thấy cảnh vật con người rất là khác. Mà dân chúng ở đây bây giờ rất đông, trước chúng tôi ở chỉ loáng thoáng có một vài ba gia đình không đáng kể người dân ở khu vực này. Nhưng mà phải nói rằng là quá trình đi đến cái chỗ cũ của đơn vị thì thấy rằng là cái hồi sinh của đất nước Campuchia rất là tốt. Và cái không khí của người dân nhìn thấy chúng tôi cũng rất là vui vẻ, hồi hỏi phấn khởi. Và nói chung là tôi cũng như đoàn cựu chiến binh của C2 của D7 đến mảnh đất này vô cùng xúc động, bởi vì là cũng không ngờ là mình tổ chức được một chuyến đi mà chúng tôi cảm thấy nó tốt đẹp như thế, nó đạt được cái mục đích mà mình mong muốn thế, bởi vì mình lại được quay về 40 năm mình lại quay về đúng cái mảnh đất mà mình đứng chân năm xưa. Nó rất nhiều kỷ niệm, bởi vì tôi nói với chị tại sao nó rất nhiều kỷ niệm, bởi vì cái mảnh đất này là tiểu đoàn 7 đổ rất nhiều xương máu để bảo vệ cái khu vực này, và đây chính là cái xương để bảo vệ thủ đô Lâm Vinh. Đấy, cái nhiệm vụ chúng tôi làm đây là cái nhiệm vụ chính là bảo vệ đánh địch từ xa để bảo đảm an toàn cho thủ đô Lâm Vinh. Đấy, thì chúng tôi nói thật với chị đến giờ này rất là khó tả, rất xúc động. Ngay chính tại cái vị trí này thì có xảy ra một cái, có diễn ra một cái trận đánh cụ thể nào không? Cây rất nhiều chị,
tôi xin nói với chị là khu vực này chúng tôi rất nhiều trận đánh, và bây giờ nói có thể nói số lượng bao nhiêu thì tôi không thể nhớ được. Có thể mỗi ngày một trận, mỗi ngày hai ba trận, mỗi đêm bộ đội bị tập kích nhiều trận, và có những lúc rất căng thẳng, địch có thể tập trung một cái lực lượng rất lớn hơn cả chúng tôi để đến áp đảo và quấy phá và bao vây chúng tôi ở khu vực này, chứ không phải là nếu mà nói một trận đánh nào thì rất khó. Tôi chỉ nhớ có một cái trận đánh là tôi còn là đại đội trưởng đại đội 2, còn mấy ngày nữa thì tôi lên cán bộ tiểu đoàn, thì tôi phải giải vây cho đại đội 3, tức là đại đội 3 ở cách đây khoảng núi đầu Vía đi vào trên bên trên cái đội hình của đại đội 2 ở bây giờ ở sau này ấy, là đại đội 3 đóng quân ông Thịnh đại đội trưởng đấy. Thì khi mà ông Ước tiểu đoàn trưởng ông lệnh cho tôi là bằng cách nào giải vây cho đại đội 3, hiện nay đại đội 3 bị vây tròn rồi. Thế là tôi cái lực lượng của chúng tôi tung ra đi theo cái sườn này và đọc xuống dòng vào sông biên địch đánh để giải vây cho đại đội 3. Và bây giờ bỗng nhiên thì trời lại nổi gió mưa, và tôi cũng không hiểu đó là một cái điều rất là lạ, nhưng mà đã đến đây rồi thì chúng ta vẫn phải tiếp tục thôi. Vâng, xin mời anh kể tiếp tục cái câu chuyện. Xung quanh thì rất là nhiều các cháu, đây nó là một cái trường học và hình như đang là giờ ra chơi. Tôi nói lại với chị là cái kỷ niệm sâu sắc nhất của đời tôi khi mà làm đại đội trưởng, chỉ còn 2-3 ngày sau mà tôi nhận cán bộ lên cán bộ tuyển 7 đấy, là tôi phải giải vây cho cái đại đội 3. Hiện nay đồng chí đại đội trưởng của chúng tôi thì vẫn còn sống, đồng chí đang ở Sài Gòn, đồng chí tên là đồng chí Phạm Toàn Thịnh đang ở Sài Gòn. Thì tôi đã phải giải vây, tức là dùng cả cái lực lượng của đại đội 2 đánh vòng sang cánh trái của đại đội 3, vòng cho thật xa. Khi chúng tôi đánh gần đến nơi thì địch vẫn yên tâm là nổ súng đánh rất ác liệt vào chốt của đại đội 3. Nhưng mà khi lực lượng chúng tôi bất ngờ nổ súng tiêu diệt vào sau lưng nó ấy, thì bắt đầu địch giãn ra, và lúc đấy chúng tôi giải vây được cho đại đội 3. Và lúc ấy ra là đại đội 3 chỉ còn lại có một số đồng chí hy sinh thương vong quá nhiều rồi. Ra đồng chí đại đội trưởng ôm tôi khóc. Đấy là tôi nói chị một cái kỷ niệm sâu sắc nhất trên cái mảnh đất mình đang đứng này. Trong cái trận đấy khi mà giải vây xong ấy thì mình là còn được nhiều bộ đội không anh? Lúc bây giờ nói thật với chị là lực lượng của ta nói là cấp đại đội thôi, nhưng mà thực ra một đại đội chính quy của quân đội nhân dân Việt Nam thì khoảng 120 đồng chí, nhưng mà đại đội chiến đấu của chúng tôi lúc đó chỉ còn 30-40 tay súng thôi, bởi vì hy sinh thương vong nhiều quá mà trên cũng không bổ sung cho kịp. Thì nhưng mà có thế nào thì mình phải sử dụng như vậy, chứ không có cách gì để mà đòi hỏi cấp trên phải trang bị đủ quân cho mình được. Nó do cái điều kiện chung của chiến trường và điều kiện chung của quân đội lúc bây giờ nó như thế. Thì đại đội chúng tôi thường lúc đấy chỉ 30-40 tay súng. Báo cáo với chị vậy. Vâng, rất là cảm ơn anh. Chúng tôi đang đứng ở một cái nơi mà anh Nguyễn Khắc Hồng là người chỉ huy ở đó. Và các bạn có thể vừa nghe một cái câu chuyện rất là nhỏ thôi, một trong những rất là nhiều trận đánh. Và chung quanh chúng tôi thì thật sự là không bảo đảm một chút nào. Các em nhỏ hình như trong giờ tan trường đang rất là đông. Và tôi cũng không hiểu có một cái điều tâm linh gì không, nhưng trời thì đang nắng rất to, bỗng nhiên lại lục bột mưa xuống. Và anh Hồng thì dường như cũng mặc dù cũng đã chuẩn bị, vâng, chuẩn bị rất kỹ. Chị là nước mắt nhiều lúc muốn trào ra, tôi lại nén lại, rất xúc động. Và vì tôi không nghĩ là sau 40 năm cái mảnh đất ác liệt nhất của đơn vị mình và mình và anh em đồng đội còn được có dịp quay lại. Rất là cảm ơn Uy Ninh Việt Nam và tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn có cái lòng hảo tâm đã tài trợ cho anh em xa một số tiền để anh em có cái điều kiện mà quay lại chiến trường. Một cái chuyến đi tôi nghĩ là nó thật đầy ý nghĩa và không có cái gì có thể sánh bằng được với cái này đối với cuộc đời chúng tôi đấy. Thì không có tài sản nào nó sánh bằng và nó tốt đẹp, nó vui mừng như là được quay lại cái mảnh đất mình đã từng đổ xương máu giúp bạn. Trời nắng rất là to và bây giờ tự nhiên mát hẳn, mây đầy trời và những cái giọt mưa rơi xuống, thì anh có nghĩ gì không anh Hồng ơi? Tôi nghĩ là chắc là trời đất cũng vui cùng với nặng người, cho nên là nó có cái đột ngột như này. Tôi nghĩ tâm linh như vậy. Ở đây thì cái địa danh này được gọi là gì anh Hồng? Địa danh này thì chúng tôi ngày xưa chúng tôi cứ gọi là khu vực núi Nô Vía. Nói chung là khu vực Nô Vía vì quả núi tí nữa, cách một đoạn nữa là chúng ta sẽ đến cái quả núi đấy. Và bây giờ thì mình đang còn chưa đến cái quả núi. Vâng, chưa đến. Đây là tôi đến chỗ bộ rồi, tôi muốn dừng lại tại cái chỗ chúng tôi
sống chiến đấu và làm việc ở đây mấy năm trời ở đây thì chúng tôi muốn dừng lại để ôn lại một chút kỷ niệm. Cái trục đường này phía trước mặt mà con đường mình đi ấy thì trước đây nó là đường gì? Con đường này hiện nay nó chỉ là ngày xưa nó chỉ là một con đường gọi là xe bò đi của dân, chúng tôi gọi là đường bò thôi, chứ cũng không có ô tô chạy. Và nếu ô tô chiến đấu của mình có chạy thì chỉ chạy vào mùa khô, còn mùa mưa thì cũng không chạy được, này nó không chạy được. Và nó không có đường bê tông, không có đường nhựa như bây giờ, trước này chỉ có một đất thôi. Kể cả con đường 26 mà lúc nãy mình rẽ từ sân bay Bù Tông rẽ vào đây ấy, cũng hoàn toàn là đường đất đỏ chứ nó không có nhựa bê tông gì, con đường to bên ngoài đấy. Thế còn con đường này thì nó thưa thớt, có một vài người dân, có một cái xe bò người ta chở thốt nốt đây nè, chở lương thực thực phẩm đi qua lại đây. Vì dưới này ấy, nó có một số cái phun sóc của dân, nhưng mỗi phun sóc nó chỉ 5 người nắp nhà thôi. Thì báo cáo anh chị lúc tình hình lúc 79 là như vậy, 5-79 là như vậy. Với một cái khung cảnh bây giờ và lắp ghép lại với câu chuyện của các cựu chiến binh thì tôi nghĩ rằng là một cái sự thay đổi rất thần kỳ của người dân Campuchia. Có lẽ là họ cũng đã có một cái sự nỗ lực rất lớn và được cái sự góp sức chung tay của nhân dân thế giới, những người yêu chuộng hòa bình. Ở đây là một cái khu mà trong đây chúng tôi đang đứng thì bây giờ là bằng phẳng giống như là một cái sân vận động thì phải của trường, và chung quanh thì có lẽ là trường học, cho nên là rất đông trẻ em chắc giờ ra chơi. Và chúng tôi đang đứng dưới những cái giọt mưa rất là mát mẻ. Mùa này thì nó cũng đang là vẫn đang là mùa khô anh. Đang là mùa khô. Đang là mùa khô và những cái giọt mưa bất thường như thế này, tôi cũng nghĩ rằng là có một cái sự linh thiêng nào đó. Và câu chuyện thì tôi nghĩ rằng anh Hồng bị có những cái cảm xúc rất là lớn, cho nên là anh dường như đã không nói được nhiều. Và câu chuyện thì có lẽ các bạn để tìm hiểu về những trận đánh, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được hồi ký, hồi ức và câu chuyện kể của các cựu chiến binh. Đoàn cựu chiến binh C2 thì bây giờ đi đến đây là nơi mà đóng quân của tiểu đoàn bộ, và ngày đấy thì anh Hồng có một thời gian làm tiểu đoàn trưởng. Ở đây thì anh có kể lại một cái câu chuyện chỉ huy cho đại đội 2 đánh để cứu giải vây cho đại đội 3, và trời đã mưa, cũng mưa rất là có vẻ như dày hạt hơn rồi, không biết ở bên kia thì họ là như thế nào. Bây giờ thì em rất là cảm ơn anh. Vâng, và chương trình đi của chúng ta thì còn dài, cho nên vâng, ướt hết rồi, tuổi thì cao, xin mời anh ạ.